Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mẹ mình làm món thịt nấu khóm nha các bạn. Thì món này thường thì ở dưới miền Tây mình có đám tiệc gì á thì nhà mình đều mẹ mình đều làm hết. Món này mình ăn với lại ăn kèm với bún á mấy bạn ha, rất là ngon. Đây là công tác chuẩn bị nha, mẹ mình chuẩn bị thịt với lại chuẩn bị hành tỏi ớt để mà ướp ha, đủ gia vị thì nó mới ngon được. Thì có nếu mà có một số bạn mà không có ở miền Tây mình á, chắc không biết cái món này, để mình diễn tả cái món này cho mấy bạn coi ha. Thì cái món này á, nó ăn nó ngọt ngọt chua chua mấy bạn. Cái vị chua của khóm nè ha, đầu tiên là cái vị chua của khóm. Thì thứ hai nữa là cái vị ngọt nấu á, khi nấu á, thì có bỏ một xíu đường ha, nó ngọt ngọt chua chua ăn rất là ngon. À, mình chan bún á, nó không mặn nha, nó không mặn ha. Cái vị đó mình ăn với bún thì rất là tuyệt vời. Thank you.
quay sức mà thôi. Thịt rau khóm thì đây là hai trái khóm mà mẹ mình đã chuẩn bị trước đó. Tiên mấy cái ra ngoài hết rồi. Hết hồi nãy ngoài để đâu ngoài. Xin vàng chén á, ở vàng. Thôi nhìn thẳng. Cho vô khóm một miếng đường ha, để khi nấu khóm nó được ngọt hơn các bạn. Cái bông cải mà mẹ mình cắt ra nha các bạn, để nấu chung với khóm. Đây mẹ mình đã cắt xong rồi nè mấy bạn, nhìn thấy hơn ha. Giờ chuẩn bị nồi thịt để khi mà nó gần chín thì bỏ vô nấu. Khi mà nấu thịt chín rồi mẹ mình sẽ chế nước vô và cho củ cải với lại củ cải vào trước ha. Khóm thì nó nhanh chín hơn. Đây là cái món thịt nấu khóm của mẹ mình rồi các bạn. Hồi nãy mẹ mình bỏ cái món này thường thì mình ăn với lại bún ha. Đó, thơm quá. Thịt nấu khóm vẫn như ngày nào, ngon lắm các bạn ơi. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình đến thời điểm này nha, và muốn chúc các bạn luôn hạnh phúc yêu đời ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha.